lên xe chuẩn bị đi ăn đi tiệc Thanksgiving ở nhà bà chồng mình đó mọi người. Nhà mình nhỏ lắm cho nên không có làm tiệc tùng gì hết. Chị ca hay có tiệc gì là đến nhà bà chồng. Nhà bà chồng là làm. À, thôi à. Bây giờ bắt đầu đi đến đó ăn thôi cả nhà. Đi ăn no bụng mới về. Ha ha. Đúng. À hai. Hi. Xin chào tất cả mọi người. Đó. Yeah. Allison thì đến nhà ăn tiệc lễ tạ ơn xong rồi sẽ ngủ ở đó một đêm với chơi với gia đình em chồng và ông nội rồi ngày mai về. Đó, dọn đồ đi nha cả nhà. Bắt đầu đi cả nhà ơi, lên xe đi thôi nha. Không kinh nữa luôn. Này, chuẩn bị đi nha cả nhà ơi. Mình sẽ đi là nhà bà chồng ăn lễ tạ ơn. Này, đã có trên xe tất cả. Lấy lại đi đi ra đi chơi là vui lắm cả nhà. Lúc đầu mình sẽ ca hát. Đây là anh chàng tóc dài đó, để tóc phải cột lên tha bụi. Đồ ăn giặt thôi nha. Bánh mì với bơ mọi người. Bánh mì với chí nè. À, đồ ăn giặt. Mình sẽ không quay bao nhiêu người trong đây nha mọi người. Tại vì mình không có muốn quay người, chỉ quay đồ ăn thôi. Đây. Cái này ngon lắm mọi người. Cái bánh này nè, cực là ngon. Chồng mình đang nói hi baby. Này là con trai của em mình. Em chồng dễ thương. And Lily. Ăn ngon con. Oh baby. Nhớ. Đây là đồ ăn. Đây là hộp dịch. Đây. Oh, gà. Mm. Hộp gà làm theo kiểu này nè mọi người. Của Mỹ á mọi người. Mình không có biết làm. À, ngon. Đâu. Còn đây là salad trái cây á, salad trái cây á cả nhà. Có bơ với tất cả giờ đó. Ham. Oh. It's so small. Ham mọi người. Nè, big ham. Còn đây. Wow. Nóng mọi người, cái này không biết nấu đâu. Thì không biết nấu nha cả nhà. Đây là khoai lang ở dưới cả nhà, khoai lang. Nhiều đồ ăn cả nhà ơi. Đây, chuối dọn ra. Đây, xi. I will show you mấy con. Đà điểu nha cả nhà, con đà điểu. Con đà điểu đây là turkey cả nhà. Khoai lang tay. Crazy.
Đồ ăn nhiễm cả nhà ơi, phai nha cả nhà. À, vòng vòng bây giờ chưa có ăn nha, giờ ngồi chờ. À. Hi baby. You're on camera now, baby. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thủy mới đi đến nhà bà chồng về đi dự ăn lễ Thanksgiving ở cả nhà, lễ tạ ơn. Nhưng mà cả nhà ơi, Thủy chỉ quay một chút đồ ăn để cho cả nhà thấy vui gì thôi, chứ còn năm nay thì không có gì vui đâu nha cả nhà. Có lễ lộc gì ha, cái gì cũng không có vui. Tại vì ở cái thành phố Oregon này bây giờ là trước khi ngày lễ đó cả nhà, thì họ đã nhà nước đã cảnh báo là một cái gia đình thì chỉ được 6 người thôi. Chỉ người 6 người, không có tụ họp trên 6 người nha cả nhà. Tụ họp trên 6 người là sẽ bị công an phạt, cho nên là thôi bỏ qua cái vụ mà quay người nha cả nhà. Thì chỉ quay một chút đồ ăn thôi, tại vì Thủy lại thì trước khi đi thì Thủy tính quay một chút cho mọi người coi, nhưng mà nghe tin tức thì nói vậy cho nên thôi bỏ qua cái vụ người nha cả nhà. Coi năm nay coi lễ lộc ha, cái gì thì mình chỉ coi đỡ thôi, chứ không có tụ tập vui đâu cả nhà ơi. Tại vì khi nào có thuốc ngừa rồi thì mới được vui cả nhà. Thủy đi ăn xong vui lắm cả nhà ơi, nhưng mà không có quay được đâu. Thôi bỏ qua cái vụ đó nha. Thủy chỉ quay được một chút xíu cho cả nhà thấy là được giống cuộc sống của Thủy ở bên đây như thế nào vậy đó, ở bên Mỹ như thế nào, cái gì mình cũng học hỏi nha cả nhà. Thì cái này thì cũng mấy năm rồi, nhưng mà tự nhiên năm nay mình làm video cái mình không có quay được, cứ xui với sợ cho nên thấy không có vui gì hết trơn thôi. Nhưng mà cũng cố gắng cả nhà giúp đỡ ủng hộ Thủy nha. Xem nhớ like hay share, nhấn đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người nha đã xem video. Cảm ơn tất cả mọi người.